Mến, xin chào tất cả các em, các thành viên của ôn thi công chức. Xin mời các em đang ở trên mạng, chúng ta cùng vào lớp để thầy giải đáp các cái bộ đề trắc nghiệm nằm trong khung bộ đề thi công chức của các bộ ngành địa phương năm 120 các em nhé. Thì bộ đề mà chúng ta hôm nay thầy sẽ giải đáp cho các em đó là bộ đề trắc nghiệm của luật tổ chức quyền địa phương 2015. Thầy đã đưa up lên lớp chúng ta vào sáng nay và chiều nay thầy sẽ giải đáp cho các em, cũng như là hướng dẫn các em để chúng ta nắm được cách trả lời và chúng ta ghi nhớ các cái mẹo qua các cái câu trả lời các em nhé. Thì bây giờ các em đã làm bộ đề rồi hoặc là chưa thì chúng ta cùng vào lớp để chúng ta học và làm đối chiếu với kết quả, cũng nghe những lời giải đáp và giải thích của thầy qua từng câu hỏi của bộ đề của luật tổ chức chính quyền địa phương 2015. Câu hỏi số 1 đưa ra, theo luật tổ chức quyền địa phương 2015 thì có mấy loại đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam? Chúng ta nhớ chọn thầy là C, 4 loại em nhá. Vâng, câu 1 là C. Câu hỏi số 2 thì để cụ thể 4 loại của câu hỏi số 1 đấy là đâu các loại đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì chúng ta thấy chọn cho thầy là D. Đấy, loại thứ nhất là tỉnh đúng không ạ? Thành phố trung ương gọi chung là cấp tỉnh. Thứ hai là huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gọi chung là cấp huyện. Thứ ba là chúng ta thấy là xã, phường, thị trấn gọi chung là cấp xã đấy. Và thứ tư, loại thứ tư chính là gì, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Thì câu 2 em chọn thầy là D. Và câu hỏi số 3 người ta hỏi là theo luật tổ chức quyền phương 2015 đơn vị hành chính cấp tỉnh phân thành mấy loại, thì em nhớ chọn là thầy là A, 4 loại em nhá. Câu 3 chúng ta chọn là A. Và câu hỏi số 4 hỏi đâu là các đơn vị hành chính cấp tỉnh đúng không, thì chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy rất rõ ở đây đó, chúng ta chọn là D. Đấy, chúng ta có 4 loại là đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 các em nhé. Thì câu 4 chọn là D. Tiếp theo câu hỏi số 5 nói Hà Nội và Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại này gì, thì chúng ta nhớ chọn thầy là B, là loại đặc biệt các em nhé. Hà Nội và Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh đặc biệt, thì câu 5 này em chọn thầy là B. Và câu hỏi số 6 người ta hỏi đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành mấy loại, thì các em nhớ chọn thầy là C, 3 loại nhé. Câu 6 đã chọn là C. Câu hỏi số 7 hỏi đâu là các đơn vị hành chính cấp huyện, thì chúng ta nhớ là cấp huyện có 3 loại là 1, 2, 3, thì câu 7 em chọn thầy là D. Tiếp theo câu hỏi số 8 người ta hỏi đơn vị hành chính cấp xã được phân thành mấy loại, thì các em nhớ chọn thầy là C, 3 loại. Câu hỏi số 9 người ta hỏi đâu là các đơn vị hành chính cấp xã, thì chúng ta nhớ xã cũng như huyện là chúng ta nhớ là có 3 loại, 1, 2, 3. Vì vậy ở câu hỏi số 9 này chúng ta chọn là D em nhá. Hành chính cấp tỉnh thì 4 đúng không ạ? Đó, thêm cái đặc biệt. Thế còn huyện mà xã chỉ có 3 thôi, 1, 2, 3. Câu hỏi số 10 hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương 2015 cơ quan nào quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí thẩm quyền thủ tục phân loại đơn vị hành chính, thì các em chọn cho thầy đáp án câu hỏi này là A, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các em nhá. Câu 10 chúng ta chọn A. Ở câu hỏi số 11 người ta hỏi cấp chính quyền địa phương gồm có, thì các em chọn đầy đủ đáp án đúng ở đây phải là D, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mới là đáp án chính xác. Hỏi 11 các em có thấy là D. Câu hỏi số 12 nó hỏi là theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 chính quyền địa phương ở nông thôn gồm, thì chúng ta phải chọn ra thầy là C, đó là chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã. Còn chúng ta thấy A, B nó đều thiếu đúng không? Đấy, như cái A thì thiếu huyện, còn cái B thì thiếu tỉnh. Thế còn những cái D thì nó là thừa cái thị trấn, mà thị trấn nó là chính quyền đô thị chứ không phải nông thôn. Thì nó thấy còn 12 các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 13 người ta hỏi là chính quyền địa phương ở đô thị gồm, thì chúng ta thấy rồi A, B, C đều đúng cả, là chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, ở quận, ở huyện, ở quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trung ương, rồi ở phường, thị trấn các em nhé. Thì chúng ta thấy cấp độ rất rõ. Câu 13 các em chọn thầy là D nhé. Câu hỏi số 14 người ta hỏi chính quyền địa phương nào không thuộc chính quyền địa phương nông thôn, thì chúng ta thấy rồi, chúng ta phải chọn cho thầy là A, là chính quyền địa phương ở xã, ở thị xã các em nhé. Thì thị xã nó là thuộc chính quyền địa phương ở đô thị các em nhé. Đây người ta hỏi là chính quyền địa phương nào không thuộc chính quyền địa phương nông thôn thì chắc chắn phải chọn là A rồi, chính quyền địa phương ở thị xã, được chưa? Câu hỏi số 15 theo luật tổ chức chính quyền 2015 chính quyền địa phương nào thuộc chính quyền địa phương ở đô thị, thì các em chọn cho thầy là C, đó là chính quyền địa phương ở thị trấn, chứ phương án A, B và D đó là chính quyền địa phương ở nông thôn các em nhé. Thì chúng ta thấy câu 15 này các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 16 người ta hỏi có mấy nguyên tắc tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương, thì các em nhớ cho thầy chọn án là C, 4 nguyên tắc các em nhé.
Câu hỏi số 17, người ta hỏi đâu là các nguyên tắc tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương, thì các em chọn nó thấy là D. Đấy, nó thấy bốn nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là tuân thủ hiến pháp và pháp luật, quản lý sau bằng pháp luật. Thứ hai là hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát nhân dân. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta thấy ủy ban nhân dân, tiếp là hội đồng nhân dân, thì thứ ba là hội đồng dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Rồi cái nguyên tắc thứ tư là ủy ban dân hoạt động theo chế độ tập thể, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là như vậy nhá. Thì câu hỏi 17 em chọn thầy là D. Câu hỏi số 18, người ta hỏi đâu là nguyên tắc thứ nhất của tổ chức hoạt động trên địa phương. Thứ nhất chúng ta nhớ từ khóa là tuân thủ hiến pháp, thì chúng ta chọn là A. Câu 18 em chọn thầy là A. Tiếp theo khoảng số 19, hỏi đâu là nguyên tắc thứ hai của tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương, thì chúng ta nhớ từ khóa là hiện đại và hiện đại minh bạch, thì chúng ta nhớ là đấy là nguyên tắc thứ hai, thì các em nhớ 19 đã chọn là B các em nhá. Thì chúng ta nhớ trả lời cho thầy như vậy nhá, để ta nhớ đáp án được chưa. Thì như vậy câu hỏi 19 chúng ta chọn là B. Tiếp theo câu hỏi số 20, thì đâu là nguyên tắc thứ ba của tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Thì chúng ta nhớ từ khóa ở đây, đúng không, nó là liên quan đến từ mà chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, thì nó là nguyên tắc thứ ba, thì em chọn thầy là C, 20 là C. Tiếp theo câu hỏi số 21, hỏi đâu là nguyên tắc thứ bốn của tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, chúng ta nhớ từ khóa như chế độ tập thể đấy, thì em chọn thầy là D nhá. 21 ta chọn là D. Tiếp theo câu hỏi số 22, hội đồng dân làm việc theo chế độ nào, thì nó thấy rồi, nó nằm trong nguyên tắc ấy, là thấy rất là rõ, đúng không? Ở trong nguyên tắc thứ ba đấy, đúng không? Thì nó thấy là liên quan chế độ đây thực hiện theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Thì câu hỏi 22 các em chọn thầy là D. Câu hỏi số 23, người ta hỏi cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân được tổ chức ở những cấp nào, thì các em nhớ chọn thầy là A, nó là cấp tỉnh, cấp huyện các em nhá. Câu hỏi số 23 các em chọn là thầy là A. Cấp tỉnh, khi nói cấp tỉnh là chính là ta thấy là tỉnh thành phố đấy, đúng không? Đấy, thành phố trực thuộc trung ương nhá. Còn cấp huyện đây chính là cấp quận, huyện đấy, thì, đúng không? Thị xã là nhớ nhá. Gọi cấp gọi là cấp là như thế nhá, được chưa? Thì câu hỏi 23 các em chọn thầy là A. Câu hỏi số 24, đại biểu hội đồng dân do ai bầu ra, thì các em nhớ chọn thầy là A, là cử tri địa phương các em nhá. 24 các em chọn thầy là A. Câu hỏi số 25, hỏi cơ quan nào là cơ quan thường trực của hội đồng dân thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn quy định của luật này, chính là luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật liên quan, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước hội đồng dân, thì các em nhớ chọn thầy là C các em nhá. Chọn là C là thường trực hội đồng dân, 25 là C. Tiếp theo khoảng 26 hỏi thành viên của thường trực hội đồng dân, đó mà ta điền vào đoạn chấm chấm đấy, thành viên của ủy ban nhân dân cung cấp ấy, thì các em nhớ chọn thầy là B. Nhớ là thành viên của thường trực hội đồng dân thì không thể đồng thời là thành viên của ủy ban nhân dân cung cấp các em nhá. 26 là chọn là B. Tiếp theo câu hỏi 27, người ta hỏi là có mấy tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân, thì các em nhớ chọn thầy là B, có 4 tiêu chuẩn các em nhá. 27 các em chọn thầy là B, được chưa? Câu hỏi 28 thể hiện rõ 4 tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân, nó thấy rất là rõ, thì 28 này các em chọn thầy là D. Đó, tiêu chuẩn thứ nhất là trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp. Tiêu chuẩn thứ hai nó là có phẩm chất đạo đức tốt. Tiêu chuẩn thứ ba là chúng ta thấy là có trình độ văn hóa chuyên môn. Tiêu chuẩn thứ tư là liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thì chúng ta thấy là 28 này chúng ta chọn là D. Câu hỏi 29 thì hỏi đâu là tiêu chuẩn thứ nhất của đại biểu hội đồng dân, khi chúng ta nhớ từ khóa tiêu chuẩn thứ nhất là trung thành với tổ quốc, thì chúng ta phải chọn là A rồi các em nhá. 29 là A. Câu hỏi số 30, hỏi đâu là tiêu chuẩn thứ hai của đại biểu hội đồng dân, thì chúng ta nhớ tiêu chuẩn thứ hai nhớ từ có phẩm chất đạo đức tốt, thì các em chọn nó thầy là B các em nhá. Câu hỏi 30 chúng ta chọn là B. Câu hỏi số 31, hỏi đâu là tiêu chuẩn thứ ba của đại biểu hội đồng dân, thì tiêu chuẩn thứ ba chúng ta nhớ từ khóa là có trình độ văn hóa chuyên môn, thì câu 31 này các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 32, nó hỏi đâu là tiêu chuẩn thứ tư của đại biểu hội đồng dân, thì các em nhớ chọn thầy nhớ từ khóa là liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thì câu hỏi số 32 các em chọn thầy là D. Câu hỏi số 33, người hỏi cơ quan nào do hội đồng dân cung cấp bầu, là cơ quan chấp hành của hội đồng dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương, hội đồng dân cung cấp và cơ quan hành chính ở cấp trên, thì các em phải chọn thầy là A, là ủy ban nhân dân các em nhá. 33 là chọn là A. Câu hỏi số 34, người hỏi theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm, ủy ban nhân dân bao gồm những ai, thì ta thấy ủy ban nhân dân phải gồm chủ tịch, phó chủ tịch, các ủy viên, vì vậy là thấy câu hỏi 34 các em chọn thầy là D. Câu hỏi số 35, thì hỏi theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm thì cơ quan nào quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban dân cấp tỉnh, cấp huyện, thì các em nhớ cho thầy đáp án câu hỏi 35 này các em chọn thầy là C các em nhá. 35 là C.
Câu hỏi số 36, nó hỏi là nhiệm kỳ của mỗi khóa hội đồng thì chúng ta nhớ đáp án từ khóa là 5 năm, rồi kể từ kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân khóa sau, thì 36 cái là thầy là C. Câu hỏi số 37, nó hỏi chậm nhất bao nhiêu ngày trước khi hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong, thì các em nhớ là số ngày đây là phải là 45 ngày, thì 7 các em chọn là thầy là C các em nhá. Tiếp theo câu hỏi số 38, người ta hỏi là theo luật tổ chức quyền địa phương ấy, thì chúng ta thấy là nội dung ở đây đúng không ạ, là việc rút ngắn ấy, việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của hội đồng nhân dân do quốc hội quyết định theo đề nghị của cơ quan nào, thì chúng ta thấy việc rút ngắn này sẽ do gì, do ủy ban thường vụ quốc hội em nhé. Thì câu hỏi 38 em chọn thầy là A. Câu hỏi số 39, người ta hỏi việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong văn bản nào, thì em chọn thầy là B, trong các luật em nhé. 39 chúng ta chọn là B. Câu hỏi số 40, người hỏi có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh, thì các em chọn thầy là D, có 7 các em nhá. 7. Thì 7 cái nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương nó thể hiện rất rõ ở câu hỏi số 41 và 42. Đúng không? Thì 41 chúng ta thấy rồi, rất là rõ có 4 cái nhiệm vụ của chính quyền địa phương, 4 nhiệm vụ quyền hạn chính quyền địa phương đấy. Ta thấy như là tổ chức và làm thi hành hiến pháp này, quyết định những vấn đề mang tính ở trong phạm vấn đề phạm vi của tỉnh đấy, rồi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, đúng không? Kiểm tra giám sát tổ chức hoạt động trường địa phương, thì 41 các em chọn thầy là D. Câu hỏi 42 thì thấy là thêm 3 cái nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh nữa, chịu trách nhiệm trước cơ quan nước cấp trên này, phối hợp cơ quan nước trung ương này, thúc đẩy liên kết vùng này, rồi quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thì nó thấy câu hỏi 42 các em chọn thầy là D, là kết hợp câu hỏi 41 42 là chúng ta có 7 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh. Câu hỏi số 43, nó hỏi tỉnh miền núi vùng cao và từ 500.000 dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu đồng dân, thì chúng ta nhớ chọn là thầy là D, 50 đại biểu các em nhá. Ở câu hỏi 43 em chọn thầy là D. Câu hỏi số 44, người ta hỏi về vẫn là tỉnh miền núi vùng cao có trên 500.000 dân thì cứ thêm 30.000 dân thì được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu đồng dân, thì chúng ta nhớ chọn thầy là C, là chúng ta thấy là 85 đại biểu hội đồng dân tỉnh em nhá. 44 em chọn thầy là C. Câu hỏi số 45, người ta hỏi là tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 18 ấy. Thấy như vừa rồi thầy nêu về cái việc mà có từ 500.000 dân trở xuống, với trường hợp mà có trên 500.000 dân trở lên đấy nhá, thì chúng ta thấy thì với trường hợp mà không thuộc cái trường hợp mà điểm A khoảng 1 mà vừa rồi thầy nêu với em ấy, thì có từ 1 triệu dân trở xuống thì được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng dân tỉnh, thì các em nhớ chọn là thầy là D, 50 đại biểu các em nhá. 50 đại biểu, 45 chọn là D. Câu hỏi số 46 đúng không ạ, tỉnh không thuộc trường hợp quy định, vẫn là ý trên đấy đúng không ạ, quy định tại điểm A khoảng 1 điều 18 ấy, đúng không? Có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 50.000 dân thì được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số thì không quá bao nhiêu đây, ta nhớ là gì, không quá 95 đại biểu hội đồng dân tỉnh, thì thấy 46 em chọn thầy là B nhá. 46 là B. Câu hỏi số 47, người ta hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương 2015 thì hội đồng nhân dân tỉnh thành lập mấy ban, thì các em nhớ chọn là thầy là B, 43 em nhá. Và 4 ban này thì nó thể hiện rất rõ ở đây đúng không ạ, nó hỏi là theo luật phương hội đồng dân thành lập ban nào, thì 4 ban, ban đầu tiên là ban pháp chế, ban thứ hai là ban kinh tế ngân sách, ban thứ ba là ban văn hóa xã hội, ban thứ tư là nơi mà có nhiều đồng bào dân tộc số đấy, là ban dân tộc đúng không ạ. Thì nó thấy rõ ràng câu hỏi 48 em chọn thầy là D, đủ 4 ban do hội đồng dân tỉnh thành lập. Câu hỏi số 49, cơ quan nào quy định tiêu chuẩn điều kiện thành lập ban dân tộc theo quy định khoảng 3 điều 18, thì ta nhớ thẩm quyền này là của ủy ban thường vụ quốc hội, thì 49 các em chọn thầy là A. Câu hỏi số 50 là hội đồng dân tỉnh có mấy phó chủ tịch hội đồng dân, thì các em nhớ chọn thầy là B, có 2 phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh. Câu 50 là chọn là B. Câu hỏi số 51 hỏi chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình từ thời điểm nào, thì các em nhớ chọn thầy là A, là ngay sau khi được hội đồng dân bầu. 51 các em chọn thầy là A các em nhớ. Tiếp theo câu hỏi số 52, câu hỏi ban nào của hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, thì nhớ liên quan từ khóa khoa học công nghệ đúng không ạ, trên địa bàn tỉnh thì nhớ là chọn là B, ban kinh tế ngân sách em nhá. Câu hỏi số 52 em chọn thấy là B. Câu hỏi số 53, hỏi ban nào của hội đồng dân cấp tỉnh đấy chịu trách nhiệm về chính sách tôn giáo địa phương, gắn với tôn giáo thì nhớ gắn chữ văn hóa xã hội, thì thấy 53 em chọn thấy là A, ban văn hóa xã hội. Câu hỏi số 54, theo luật tổ chức quyền địa phương, ban nào của hội đồng dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương, gắn với từ khóa chính quyền địa phương là gắn với ban pháp chế, các em nhé. Thì
thì 54 em chọn thầy là B. Câu hỏi số 55, người ta hỏi về quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh loại 1 là bao nhiêu, thì các em chọn thầy là D, có không quá 4 phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Thì câu hỏi số 55 các em chọn thầy là D nhé, là D. Câu hỏi số 56, người ta hỏi về quy định về số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh loại 2 loại 3 là bao nhiêu, thì các em nhớ chọn cho thầy là C, không có không quá gì 3 phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Thì câu hỏi số 56 các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 57, người ta hỏi theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện, thì các em nhớ chọn cho thầy là B, là 6 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện. Và 6 nhiệm vụ quyền hạn này nó thể hiện rất rõ ở câu hỏi 58 và 59 các em nhá. Thầy đã xây dựng với ý đồ để chúng ta dễ nhớ dễ học nhá. Đấy, thì chúng ta thấy câu hỏi là đâu là các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương, thì chúng ta thấy rồi, như là tổ chức đảm bảo thi hành hiến pháp, quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi phân quyền, rồi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính cấp trên ủy quyền. Thì chúng ta thấy câu hỏi 58 cho thầy là D, đó là 3 nhiệm vụ quyền hạn đầu tiên của chính quyền địa phương huyện. Câu hỏi 59 vẫn là câu hỏi đâu là các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương huyện, thì ta thấy thêm 3 cái nhiệm vụ quyền hạn nữa, đó là kiểm tra giám sát tổ chức hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, rồi quy định về và tổ chức thực hiện biện pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thì các em thấy rất rõ 59 nên chọn là D. Đấy, ta thấy nhắc lại kết hợp khoảng 58, 59 chúng ta có 6 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện. Câu hỏi số 60, quy định về số lượng đại biểu đồng dân ấy, chúng ta thấy với huyện miền núi vùng cao hải đảo có 40.000 dân trở xuống thì được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng dân huyện, thì các em nhớ cho thầy đáp án là B, 30 đại biểu các em nhá. Đấy, với các cái huyện miền núi vùng cao hải đảo đúng không ạ, có từ 40.000 dân trở xuống thì sẽ được bầu 30 đại biểu. Thì câu hỏi 60 các em chọn thầy là B. Câu hỏi 61 là huyện miền núi vùng cao hải đảo có trên 40.000 dân thì cứ trên 5.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bầu bao nhiêu đại biểu hội dân, thì các em nhớ chọn thầy là C, 40 đại biểu các em nhá. Câu hỏi 61 các em chọn thầy là C. Tiếp theo ở câu hỏi số 62, theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm thì huyện không thuộc các trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều 25. Đó, như vừa rồi thầy trao đổi về con số số lượng là 30 đại biểu và 40 đại biểu đấy em nhá. Có từ 80.000 dân trở xuống thì được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng dân huyện, thì các em nhớ chọn cho thầy đáp án là B, 30 đại biểu em nhá. Câu hỏi số 62 này thì chúng ta nhớ cho thầy đáp án đúng không ạ, là B. Câu hỏi số 63 là huyện không thuộc các trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều 5 có trên 80.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân được bầu cử thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu hội đồng dân huyện, thì chúng ta nhớ chọn thầy là C, 40 các em nhá. 63 là chọn là C. Tiếp theo câu hỏi 64 đúng không ạ, theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm số lượng đại biểu hội đồng dân ở huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu dân cấp huyện, thì chúng ta nhớ là gì, chọn cho thầy là B, là 45 đại biểu các em nhá. Câu hỏi số 64 các em chọn thầy là B. Câu hỏi số 65 thì theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm thì Hội đồng dân huyện có mấy phó chủ tịch Hội đồng dân, giống như cấp tỉnh thôi, chúng ta thấy huyện đây là có 2, ta chọn là B, có 2 phó chủ tịch hội đồng dân em nhá. Thì đấy 65 ta chọn là B. Câu hỏi số 66, theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm hội đồng nhân dân huyện thành lập mấy bang, thì các em nhớ chọn thầy là A, 33 các em nhá, 33. Thì câu hỏi 67 nó hỏi hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập ban nào, thì cụ thể cho thấy rồi, chúng ta chọn là D, ban rất rõ, 1 là ban pháp chế, 2 ban kinh tế xã hội, 3 ban dân tộc các em nhá. 67 các em chọn thầy là D. Tiếp theo câu hỏi số 68, hội đồng dân huyện thành lập ban pháp chế, ban kinh tế xã hội nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập ban nào, thì ta nhớ với đồng bào dân tộc thiểu số nằm thành lập ban dân tộc, thì chúng ta thấy rồi. Câu hỏi 68 em chọn thầy là A. Tiếp theo câu hỏi 69, người ta hỏi cơ quan nào quy định tiêu chuẩn điều kiện thành lập ban dân tộc quy định tại khoản 3 điều 25, thì quy định về tiêu chuẩn này chúng ta nhớ thẩm quyền là Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 69 các em chọn thầy là A. Tiếp theo câu hỏi số 70, hỏi đâu là nhiệm vụ quyền hạn của đồng dân huyện tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp, pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền, thì chúng ta nhớ là cái nhiệm vụ này là nó sẽ là A, quyết định thành lập bãi bỏ chuyên môn thuộc Ủy ban dân huyện thì gắn với tổ chức thi hành hiến pháp pháp luật. Thế còn chúng ta thấy là cái B, cái C nó thuộc lĩnh vực nhiệm vụ quyền hạn của đồng huyện trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên môi trường rồi,
để hỏi về trong lĩnh vực là tổ đảm bảo thi hành hiến pháp, pháp luật, thì chúng ta nhớ là câu hỏi 70 các em chọn thầy là A. Câu hỏi số 71, người ta hỏi đâu là nhiệm vụ quyền hạn của dân huyện trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên môi trường, thì các em nhớ thầy chọn là B, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn và hàng năm của huyện, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi khi trình ủy ban cấp tỉnh phê duyệt. Còn cái A, cái C và cái D nó là thẩm quyền liên quan đến nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền, các em nhá. 71 ta chọn là B, các em nhá. Tiếp theo câu hỏi số 72, hỏi luật tổ chức quyền địa phương 2015 quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân của ủy ban dân huyện loại 1 là bao nhiêu, thì các em nhớ chọn thầy là C, có không quá 3 phó chủ tịch ủy ban dân, 72 là C, các em nhá. Tiếp theo hỏi 73, hỏi quy định về số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân của huyện loại 2 và loại 3 là bao nhiêu, thì các em nhớ chọn thầy là A, có không quá 2 phó chủ tịch ủy ban dân, 73 chúng ta chọn là A. Câu hỏi số 74, người hỏi có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã, thì các em nhớ chọn cho thầy là C, có 5 em nhá, 5 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã, 74 chúng ta chọn là C. Câu hỏi số 75 đó, và câu hỏi 76 thấy là cụ thể hóa cho được 5 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã, đúng không ạ? Thì thấy 75 ở đây chúng ta phải chọn là D. Đấy, 3 nhiệm vụ quyền hạn đầu tiên của chính quyền địa phương xã đó là tổ chức bảo đảm việc thi hành hiến pháp, pháp luật trên địa bàn xã, rồi quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi phân quyền, rồi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan hành chính ở cấp trên, thì 75 này chúng ta chọn là D. Câu hỏi 76 thì chúng ta sẽ có thêm được gì, 2 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã nữa, đó là chịu trách nhiệm chính quyền địa phương cấp huyện, rồi quyết định và tổ chức thực hiện biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thì chúng ta thấy rõ ràng 76 chúng ta chọn là C. Đấy, kết hợp câu hỏi 75 và 76 là chúng ta có nhớ được cho thầy 5 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã. Câu hỏi số 77, nó hỏi xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 1.000 dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng dân xã, thì các em nhớ chọn thầy là B, 10 năm đại biểu, các em nhá. Câu 77 các em chọn thầy là B. Câu hỏi số 78, xã miền núi, vùng cao hải đảo có trên 1.000 dân đến 2.000 dân được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng xã, thì các em nhớ chọn thầy là C, 20 đại biểu, các em nhá. Câu hỏi số 78 các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 79, người ta hỏi xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến 3.000 dân được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng dân xã, thì các em nhớ chọn thầy là D, 20 năm đại biểu, các em nhá. Câu hỏi số 79 các em chọn thầy là D. Câu hỏi số 80, nó hỏi xã miền núi đấy, vùng cao hải đảo có trên 3.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu đồng dân xã, thì các em nhớ chọn thầy là B, 30 năm đại biểu, các em nhá. 80 chúng ta chọn cho thầy là B. Tiếp theo ở câu hỏi 81, nó hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương, xã không thuộc các quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoản 1 điều 32 mà có từ 4.000 dân trở xuống thì được bầu bao nhiêu hội đồng nhân cấp xã. Đấy, như ta thấy điểm A, điểm B, điểm C ta thể hiện ở câu hỏi số 78, 79, 80 ấy, em nhá. Thì chúng ta thấy là với trường hợp này em chọn thầy là A, là 20 năm đại biểu nhá. 20 năm đại biểu em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ, được chưa? Và 20 năm đại biểu, được chưa? Câu hỏi số 82, người ta hỏi xã không thuộc các quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoản 1 điều 2 mà thầy vừa nhắc ở trên đấy, đúng không ạ? Có trên 4.000 dân thì cứ thêm 2.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu dân xã, thì các em nhớ chọn thầy là B, 30 năm đại biểu, em nhá. 82 chúng ta chọn là B. Câu hỏi số 83, người ta hỏi hội đồng dân xã có mấy phó chủ tịch hội đồng dân, thì các em nhớ chọn thầy là A, là 1. Còn hội đồng dân tỉnh, huyện thì chúng ta nhớ là đều có 2 phó chủ tịch hội đồng dân, còn với xã thì chúng ta nhớ là 1 thôi. 83 chúng ta chọn là A. Câu hỏi số 84, người ta hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương 2015, hội đồng dân xã thành lập mấy ban, thì các em nhớ chọn thầy là A, là 2 ban. Thì câu hỏi số 85 họ làm cụ thể về các ban đây, hội đồng dân xã thành lập ban nào, thì ta thấy rồi có 2 ban thôi, đó là ban pháp chế và ban kinh tế xã hội. Như vậy câu hỏi số 85 các em chọn thầy là D, 85 là D. Câu hỏi số 86, nó hỏi là theo luật tổ chức quyền địa phương ấy, quy định cơ cấu thường trực hội đồng dân xã gồm những ai, thì cơ cấu thường trực của hội đồng dân xã thì gồm một là chủ tịch hội đồng dân, và một là cho thấy là một phó chủ tịch hội đồng dân, ở đấy là gồm chủ tịch hội đồng dân và một phó chủ tịch hội đồng dân, em nhá. Chúng ta thấy 86 chúng ta chọn là B, 86 là B. Câu hỏi số 87 là theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, ủy ban dân xã gồm những ai, thì thấy ủy ban dân xã sẽ gồm chủ tịch này, phó chủ tịch, ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách công an, thì 87 các em chọn cho thầy là D. Câu hỏi số 88, người ta hỏi là luật tổ chức quyền địa phương 20 năm quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban dân của ủy ban xã loại 1 là bao nhiêu,
thì các em nhớ chọn thầy là B, có không quá hai phó chủ tịch ủy ban dân. Câu hỏi số 88 các em chọn thầy là B. Câu hỏi số 89, người ta hỏi luật tổ chức chính quyền địa phương 25 quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban dân của ủy ban nhân xã loại 2 và loại 3 là bao nhiêu, thì các em nhớ chọn thầy là A, là có một phó chủ tịch ủy ban dân. Câu hỏi 89 chúng ta chọn là A. Câu hỏi số 90, người ta hỏi có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền ở địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương ấy, thì các em nhớ chọn thầy là B, 7 em nhá, 7 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, và 7 nhiệm vụ hạn thể hiện rất rõ ở câu hỏi 91 92 em nhá. Thì 91 chúng ta thấy rồi, đâu là các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố trực trung ương, thì chúng ta thấy câu hỏi 91 chúng ta phải chọn là cho thầy là D, nó là 4 nhiệm vụ đầu tiên rồi. Đấy, tổ chức và thi hành hiến pháp pháp luật này, rồi quyết định những vấn đề của thành phố trực thuộc trung ương này, rồi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương ủy quyền này, và thứ tư là kiểm tra giám sát hoạt động trên địa phương ở các đơn vị hành chính trên địa bàn. Thì đã thấy rõ ràng câu hỏi 91 này em chọn thầy là D, đó là 4 nhiệm vụ đầu tiên của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương. Còn câu hỏi 92 thì chúng ta thấy chúng ta cũng chọn là D, thì chúng ta thấy là có 3 chịu trách nhiệm trước cơ quan nước cấp trên, rồi phối hợp với cơ quan trung ương địa phương thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, rồi quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thì 92 chúng ta chọn là D nhá. Thì chúng ta kết hợp câu hỏi 91 với 4 nhiệm vụ quyền hạn và câu hỏi 93 là 3 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố trung ương, là chúng ta có 7 nhiệm vụ quyền hạn em nhá. Câu hỏi số 93 nó hỏi là thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu đồng dân thành phố, thì các em nhớ chọn thầy là A, 50 đại biểu em nhá. Câu hỏi 93 chúng ta chọn là A. Câu hỏi số 94 hỏi thành phố trực thuộc trung ương có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu đồng dân thành phố, thì các em nhớ chọn thầy là B, 95 đại biểu em nhá. 94 chúng ta chọn là B, 95 đại biểu. Câu hỏi số 95 câu hỏi thành phố Hà Nội Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng dân thành phố, thì các em nhớ chọn thầy là D, 105 đại biểu em nhá. 95 chúng ta chọn là D. Tiếp theo câu hỏi số 96, người ta hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương 2015 thì hội đồng dân thành phố từ trung ương có mấy phó chủ tịch ở hội đồng dân, thì thấy cấp tỉnh hay cấp huyện thì chúng ta thấy cũng như thành phố trung ương chúng ta nhớ đều có hai thôi, hai phó chủ tịch của hội đồng dân, thì 96 các em chọn thấy là B em nhá. Tiếp theo câu hỏi 97, nó hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương 2015 hội đồng dân thành phố từ trung ương thành lập mấy bang, nó giống như cấp tỉnh cũng giống như hội đồng dân tỉnh đấy, thì chúng ta thấy là cũng chọn là gì, là D, là 4 em nhá, ta nhớ 4 bang. 97 chúng ta chọn là D. Câu hỏi số 98 thì hội đồng nhân dân thành phố trực trung ương thành lập các ban nào, thì chúng ta nhớ là ở đây nó thay cái ban đô thị bằng bên cấp ở với hội đồng dân tỉnh thì là ban dân tộc đúng không, với những vùng mà có dân tộc thiểu số, thì ở đây chúng ta thấy với đô thị ở với thành phố trực trung ương có ban đô thị đấy đúng không, thì chúng ta thấy là án điền ở đây phải là D, ban pháp chế, ban kinh tế ngân sách, ban văn hóa xã hội và ban đô thị, đấy là 4 em nhá. Câu hỏi 98 chúng ta chọn là D. Câu hỏi số 99, người ta hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương, ban nào của hội đồng dân thành phố trực trung ương chịu trách nhiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thì các em nhớ chọn thầy là C, ban đô thị em nhá. Câu hỏi số 99 các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 100, có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng dân thành phố trực thuộc trung ương, thì các em nhớ chọn thầy là B, 5 em nhá, 5 nhiệm vụ quyền hạn của thành phố trực thuộc trung ương. Câu hỏi 101, câu hỏi 102 sẽ là cho chúng ta rõ được 5 nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng dân thành phố trung ương, thì 101 chúng ta chọn là D đúng không ạ, là tất cả đều đúng, thì A, B, C chính là 3 cái nhiệm vụ quyền hạn đầu tiên của hội đồng dân thành phố trung ương, đó là thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đúng không, quy định tại điều 19, rồi quyết định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của thành phố trung ương, rồi quyết định quy hoạch về xây dựng phát triển đô thị. Các thấy là câu hỏi 101 em chọn thầy là D, là tôi thấy là 3 trên 5 nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng dân thành phố trung ương. Câu hỏi 102, ta sẽ làm rõ được thêm hai nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng dân thành phố trung ương, đó là quyết định các biện pháp phát huy vai trò trung tâm kinh tế xã hội của đô thị lớn trong mối quan hệ các địa phương trong vùng, rồi quyết định các biện pháp quản lý dân cư thành phố và tổ chức đời sống dân cư đô thị. Chúng ta thấy 102 này các em chọn thầy là C. Kết hợp câu hỏi 101, 102 chúng ta có được 5 nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương các em nhé. Tiếp theo khoảng 103 hỏi là luật tổ chức quyền địa phương 2015 quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban dân của ủy ban nhân thành phố Hà Nội Hồ Chí Minh là bao nhiêu, thì các em nhớ chọn thầy là D, có không quá 5 phó chủ tịch ủy ban nhân dân.
103, chúng ta chọn là D. Câu hỏi 104 liên quan quy định về số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phố khác trực thuộc trung ương là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì các em nhớ chọn cho thầy là C, có không quá 4 phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Câu hỏi 104 này các em chọn thầy là C. Câu hỏi 105, hỏi cơ quan tổ chức nào có thẩm quyền quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm của thành phố trực thuộc trung ương, thì các em nhớ chọn thầy là B, các em nhá, là B, là hội đồng nhân dân thành phố. Câu hỏi 106, nó hỏi tổ chức cá nhân nào có thẩm quyền quyết định biên chế công chức trong cơ quan hội đồng dân, ủy ban dân trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương theo chỉ tiêu biên chế được chính phủ giao, thì các em nhớ 106 này các em chọn thầy là C, 106 là C các em nhá. Câu hỏi 107, nó hỏi các tổ chức cá nhân nào có thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn của ủy ban dân thành phố trung ương, thì thẩm quyền này thuộc về ủy ban nhân dân thành phố các em nhé. Câu hỏi 107 em chọn thầy là A. Câu hỏi 108, người hỏi có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận, thì các em nhớ chọn thầy là C, là 6 em nhé. 108 là C, thì 6 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận đã được thể hiện rất rõ ở câu hỏi 109 và 110. Nếu thấy 109 là thấy rõ 3 nhiệm vụ quyền hạn đầu tiên của chính quyền địa phương ở quận, rồi tổ chức và bảo đảm thi hành hiến pháp trên địa bàn quận, rồi thứ hai là quyết định những vấn đề của quận trong phạm vi phân quyền, phân cấp, thứ ba là thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. 109 các em chọn thầy là D. Câu hỏi 110 hỏi đâu các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận đấy, chúng ta thêm 3 nhiệm vụ quyền hạn nữa chính quyền địa phương ở quận là đủ 6 luôn, đúng không ạ? Kiểm tra giám sát tổ chức hoạt động chính quyền địa phương ở phường, rồi chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, rồi quyết định và tổ chức thực hiện biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân, thì chúng ta thấy là 110 này chúng ta chọn là D, là kết hợp của 109 thì chúng ta thấy là có 110 109 nó thì chúng ta thấy là đủ 6 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận các em nhá. Câu hỏi 111, hỏi quận có từ 80.000 dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu quận, thì các em nhớ chọn thầy là B các em nhá, 30. Thì 110 111, câu hỏi 111 các em chọn thầy là B, 30 đại biểu. Câu hỏi 112, hỏi theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm quận có trên 80.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu đồng dân quận, thì các em nhớ chọn thầy là C, 40 đại biểu các em nhá. 112 các em chọn thầy là C. Câu hỏi 113, hỏi số lượng đại biểu đồng dân quận có từ 30 phường trực tiếp trở lên do ủy ban thường vụ quốc hội quyết định theo đề nghị của thường trực hội đồng dân thành phố thuộc trung ương, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu hội đồng nhân dân, thì các em nhớ chọn thầy là B, 45 đại biểu. 113 các em chọn thầy là B. Câu hỏi 114, người ta hỏi là hội đồng dân quận thành lập các ban nào, thì các em nhớ là có 2 ban, đó là ban pháp chế và ban kinh tế xã hội. Thì chúng ta thấy câu hỏi số 114 các em chọn thầy là B các em nhá. 115, người hỏi luật tổ chức quyền địa phương 20 năm quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân huyện quận loại 1, ủy ban nhân dân quận loại 1 là bao nhiêu, thì chúng ta nhớ chọn thầy là C, có không quá 3 phó chủ tịch ủy ban dân. Câu hỏi 115 thì chúng ta phải chọn là C các em nhá. Câu hỏi 116, hỏi luật tổ chức quyền địa phương quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban dân của ủy ban dân quận loại 2 và loại 3 là bao nhiêu, thì các em nhớ chọn thầy là D các em nhá, có không quá 2 phó chủ tịch ủy ban dân, thì câu hỏi 116 em chọn thầy là D. Câu hỏi 117, hỏi có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thuộc trung ương, chúng ta nhớ câu hỏi 117 các em chọn thầy là C và 6 các em nhá. Rất là rõ, và 6 nhiệm vụ quyền hạn này nó thể hiện rất rõ ở câu hỏi 118 và 119. Thì 118 chúng ta chọn là D, 119 chúng ta chọn là D, đúng không ạ? Đủ 6 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trung ương. Đó, thì chúng ta thấy tổ chức bảo đảm thi hành hiến pháp trên địa bàn thị xã thành phố, rồi quyết định những vấn đề của thị xã thành phố thuộc tỉnh, rồi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền, rồi kiểm tra giám sát tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương ở cấp xã, rồi chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả hoạt động nhiệm vụ quyền hạn, rồi quyết định và tổ chức thực hiện biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân. Thì chúng ta thấy câu hỏi 118 và 119 ta đều chọn là D, và đủ 6 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương các em nhá. Câu hỏi 120 hỏi về cái cơ cấu đại biểu đấy, hội đồng dân đấy, thị xã có từ 70.000 dân trở xuống thì được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng dân, thì các em nhớ chọn cho thầy là
là đáp án là B, 30 đại biểu em nhé, 120 chúng ta chọn này là B. Câu hỏi 121, câu hỏi thị xã có trên 70.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu công dân, thì các em nhớ chọn thầy là C, 40 đại biểu các em nhé. 121 chúng ta chọn là C. Câu hỏi 122, người ta hỏi thành phố thuộc tỉnh, thành phố được thuộc trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu công dân, thì các em nhớ chọn thầy là B, 30 đại biểu các em nhé. 122 chúng ta chọn là B. Câu hỏi 123, hỏi theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố được trung ương có trên 100.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu đồng dân, thì các em nhớ chọn thầy là C, 40 đại biểu em nhá. Câu hỏi số 124 thì theo luật tổ chức quyền địa phương 2015, số lượng đại biểu hội đồng dân ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu đồng dân, thì các em nhớ chọn ra thầy là D, 45 đại biểu các em nhá. Câu hỏi 124 thì các em chọn ra thầy là D, được chưa? Thì chúng ta thấy rất là rõ là D. Câu hỏi 125, đây người ta hỏi là hội đồng dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thuộc trung ương thành lập các ban nào, thì các em nhớ chọn ra thầy là B, là ban pháp chế đúng không ạ, ban kinh tế xã hội. Câu hỏi 125 các em chọn thầy là B. Câu hỏi 126, câu hỏi là luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định số lượng phó chủ tịch ban nhân dân của ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại 1 là bao nhiêu. Ta nhớ loại 1 là nó chọn là C, có không quá 3 phó chủ tịch ban nhân dân. Câu hỏi 127 liên quan quy định về số lượng phó chủ tịch ban nhân dân của ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương loại 2 và loại 3, thì chúng ta nhớ là đáp án là D, có không quá 2 phó chủ tịch ủy ban dân em nhá. 127 chúng ta chọn là D. Câu hỏi 128, người ta hỏi có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường, thì các em nhớ chọn thầy là B, có 5 nhiệm vụ quyền hạn em nhá của chính quyền địa phương ở phường, và 5 nhiệm vụ này nó được thể hiện rất rõ ở câu hỏi 129 và 130. Thì chúng ta thấy là 129 là ba nhiệm vụ quyền hạn đầu tiên của chính quyền địa phương ở phường. Đó, thấy A, B, C đều đúng, thì 129 là chọn là D nhá. 129 là chọn là D. Câu hỏi số 130 cũng là câu hỏi về đâu các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường, thì thấy là có thêm hai nhiệm vụ nữa là chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, rồi quyết định tổ chức biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân. Thì chúng ta thấy là 130 chúng ta chọn là C. Đấy, chúng ta thấy 129 và 130 là chúng ta thấy là đủ 5 nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường các em nhá. Câu hỏi 131 nó hỏi là hội đồng dân phường thì có mấy phó chủ tịch hội đồng dân, cái này cũng giống như xã thôi, chúng ta thấy rồi có một thôi em nhé, chỉ có huyện thì chúng ta thấy huyện với tỉnh thì em nhớ là có hai, thành phố trực thuộc trung ương cũng có hai, em nhớ là như vậy, được chưa? Quận có hai, còn đây là xã phường rồi chúng ta nhớ là có một thôi, phó chủ tịch hội đồng dân. Thì câu hỏi số 131 em chọn thầy là A. Câu hỏi 132 đã hỏi hội đồng dân phường thì thành lập các ban nào, thì em nhớ chọn thầy là C, ban pháp chế, ban kinh tế xã hội. 132 em chọn thầy là C. Câu hỏi 133 nó hỏi phường có từ 8.000 dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu đồng dân, thì các em nhớ chọn thầy là C, 25 đại biểu các em nhá. 133 các em chọn thầy là C. Câu hỏi 134 nó hỏi phường có trên 8.000 dân thì cứ thêm 4.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu đồng dân, thì câu hỏi 134 này các em chọn thầy là D, 35 đại biểu các em nhá. 134 là D. Câu hỏi 135 là luật tổ chức quyền địa phương 2015 quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân phường loại 1 là bao nhiêu. Với loại 1 này các em phải chọn thầy là B, có không quá 2 phó chủ tịch ủy ban nhân dân, thì câu hỏi 135 em chọn thầy là B. Câu hỏi 136 là hỏi luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân phường loại 2 và loại 3 là bao nhiêu, thì các em nhớ chọn thầy là A, là có một phó chủ tịch ủy ban nhân dân, thì khoảng 136 này em chọn thầy là A. Câu hỏi 137 người ta hỏi là có bao nhiêu, chúng ta thấy về cái nhiệm vụ quyền hạn đấy của chính quyền địa phương thị trấn, thì chúng ta thấy rồi chính quyền địa phương thị trấn thì nó có 5 nhiệm vụ quyền hạn, mà ta thấy rất rõ ở đây câu hỏi 137 138 thì ta thấy nó có 5 nhiệm vụ rất là rõ, thì 137 thì em chọn là D, còn 138 ta chọn là C, là đủ 5 nhiệm vụ quyền hạn
của chính quyền địa phương ở thị trấn, đúng không? Bạn thấy nó tương đương như phường thôi các em nhá. Thì chúng ta thấy câu hỏi 137 là D, 138 là C. Câu hỏi 139 đúng không ạ? Luật tổ chức quyền địa phương 20 năm quy định cơ cấu ban của hội đồng nhân dân thị trấn gồm những ai? Thì chúng ta thấy là chọn là C, trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. 139 thì các em chọn thầy là C, các em nhá, 139 là C. Câu hỏi 140 nó hỏi là luật tổ chức quyền địa phương 20 năm quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân thị trấn loại 1 là bao nhiêu? Thì các em nhớ chọn thầy là B, có không quá 2 phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Câu hỏi 140 các em chọn thầy là B. Câu hỏi 141, hỏi luật tổ chức quyền địa phương 20 năm quy định số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân thị trấn loại 2 và loại 3 là bao nhiêu? Thì các em nhớ chọn thầy là A, có 1 phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Thế chúng ta thấy thị trấn, phường đúng không? Xã đều là có với loại 1 và lại với loại 2 và loại 3 thì đều là có 1 cả. Thế còn với loại 1 thì đấy của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đúng không? Nghĩa là phó chủ tịch đấy đúng không? Thì là có quá không quá 2 phó chủ tịch ban nhân dân. Để chúng ta nhớ mẹo như vậy anh em nhá. Câu hỏi 142. Rồi theo luật tổ chức địa phương 20 năm thì tổ chức cá nhân là có thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Thì nội dung này chúng ta thuộc thẩm quyền của hội đồng dân thành phố 142. Các em chọn cho thầy là A. Câu hỏi 143 là hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất mấy kỳ? Thì chúng ta nhớ chọn thầy là A, 2 kỳ các em nhé. Thì 143 các em chọn thầy là A. Câu hỏi 144 thì nó hỏi theo luật tổ chức chính quyền địa phương 20 năm thì hội đồng nhân dân họp bất thường khi có ít nhất bao nhiêu đại biểu đồng dân yêu cầu? Thì các em nhớ chọn thầy là B, 1/3 tổng số đại biểu đồng dân. 144 các em chọn thầy là B. Câu hỏi 145 người ta hỏi quyết định triệu tập kỳ họp hội đồng dân được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp như thường lệ? Kỳ họp thường lệ đấy nhá. Với kỳ họp thường lệ thì các em nhớ là chọn cho thầy là A là 10, nhớ 10 ngày. Chúng ta liên quan đến cái việc mà chậm nhất là 10 ngày trước khi khai mạc kỳ họp thường lệ thì chúng ta thấy là quyết định triệu tập kỳ họp thì chúng ta thấy là hội đồng dân thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng các em nhá. Câu hỏi 145 chúng ta chọn A. Thế còn câu hỏi 146 liên quan đến triệu tập kỳ họp bất thường đấy, chúng ta thấy là quyết định triệu tập kỳ họp đúng không? Liên quan hội đồng dân thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đúng không? Trước 3 ngày mà khai mạc kỳ họp bất thường thì với bất thường thì chúng ta nhớ chọn là thầy là C, 3 ngày. Còn thường lệ ta nhớ về thời gian thông báo đấy trên phương tiện thông tin đại chúng thì với kỳ họp thường lệ là 10 ngày, còn với kỳ họp bất thường thì chúng ta nhớ là 3 ngày. Đấy, cách như vậy thì 146 em chọn thầy là C em nhá. Câu hỏi 147 nó hỏi ai có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện? Thì chúng ta nhớ chọn là thầy là D, đó là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nghĩa là cấp trên đấy em nhá. 147 chúng ta chọn là D em nhá. Câu hỏi 148 thì nó hỏi là chậm nhất bao nhiêu ngày trước khi hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong? Thì các em nhớ chọn thầy là A, 45 ngày. 148 chúng ta chọn là A. Câu hỏi 149 người ta hỏi ai có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch ủy ban cấp tỉnh? Thì chúng ta chắn phải là thủ tướng chính phủ rồi đúng không ạ? Thì câu hỏi số 149 các em chọn thầy là B nha, 149 là B. Câu hỏi 150 người ta hỏi ai có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã? Thì chúng ta nhớ chọn cho thầy là A, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện các em nhá. Câu hỏi 150 các em chọn thầy là A. Câu hỏi số 151 theo luật tổ chức quyền địa phương thì hội đồng nhân dân bầu ủy viên ủy ban nhân dân theo giới thiệu của ai? Thì các em nhớ chọn thầy là D, đó là chủ tịch ủy ban nhân dân các em nhá. 151 các em chọn thầy là D. Câu hỏi 152 câu hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương 20 năm hội đồng nhân dân miễn nhiệm bãi nhiệm phó chủ tịch ủy ban nhân dân, ủy viên ủy ban nhân dân theo đề nghị của ai? Thì các em nhớ chọn thầy là B, chủ tịch ủy ban nhân dân các em nhá. Đấy, chủ tịch ủy ban nhân dân sẽ là người mà gì sẽ đề nghị với hội đồng nhân dân miễn nhiệm bãi nhiệm phó chủ tịch ủy ban nhân dân, ủy viên ủy ban nhân dân các em nhá. Câu hỏi 152 chúng ta chọn là B. Câu hỏi 153 người ta hỏi nghị quyết của hội đồng dân được thông qua khi có bao nhiêu đại biểu đồng dân biểu quyết tán thành? Đấy, trừ nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu đồng dân thì chúng ta nhớ con số ở đây là quá nửa tổng số đại biểu đồng dân. Thì chúng ta thấy 153 các em chọn thầy là A nhá. 153 là A. Câu hỏi 154 người ta hỏi đại biểu hội đồng dân hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất bao nhiêu thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu hội đồng dân? Thì chúng ta nhớ đáp án ở đây là A, là 1/3
Đấy, cho nhớ với đại biểu hội đồng nhân dân không chuyên trách thì phải dành ít nhất 1/3 thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu hội đồng nhân dân. Thì chúng ta nhớ chốt 154, chúng ta phải chọn là A. Câu hỏi 155 thì theo luật tổ chức chính quyền địa phương 25 thì trường thường trực hội đồng dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần, thì chúng ta nhớ chọn thầy là A, một lần, họp thường kỳ mỗi tháng một lần các em nhé. Câu hỏi 155 chúng ta chọn là A. Câu hỏi 156 nó hỏi theo luật tổ chức quyền địa phương 25, phiên họp ủy ban dân chỉ được tiến hành khi có ít nhất bao nhiêu tổng số thành viên ủy ban dân tham dự, thì chúng ta nhớ chọn phương án A. Ta nhớ là phiên họp ủy ban dân chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên ủy ban nhân dân tham dự kèm nhá. 156 là chọn A. Câu hỏi 157 cái đó ai là người có thẩm quyền quyết định điều động phó chủ tịch ủy ban dân cấp huyện, thì các em nhớ chọn nó thầy là B, đó là chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh kèm nhá. Câu hỏi 157 em phải chọn thầy là B, được chưa? Câu hỏi 158 người ta hỏi cơ quan nào có trách nhiệm thẩm tra đề án của chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện cấp xã. Đó thì chúng ta nhớ về cái thẩm tra thì là gắn với cơ quan ủy ban thừa ủy ban pháp luật của Quốc hội, thì 158 các em chọn thầy là D nhá, nhưng qua thẩm tra đề án cũng phải điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện cấp xã thì là ủy ban pháp luật của Quốc hội, thì 158 các em chọn thầy là D. Câu hỏi 159 người ta hỏi cơ quan nào có thẩm quyền quyết định điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện cấp xã, gắn với cấp huyện cấp xã chính là cơ quan ủy ban thường vụ Quốc hội các em nhá. Huyện xã sẽ là gì, cấp huyện cấp xã là ủy ban thường vụ Quốc hội. 159 chúng ta chọn là A. Câu hỏi 160 thì nó hỏi là cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính cấp huyện cấp xã. Đấy, gắn địa giới hành chính của cấp huyện cấp xã luôn gắn thẩm quyền của ủy ban thường vụ Quốc hội. 160 chúng ta chọn là B các em nhá. Câu hỏi 161 nó hỏi là cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh, gắn cấp tỉnh là phải gắn với Quốc hội, thì câu hỏi 161 các em chọn cho thầy là A các em nhá. 161 là A. Đấy, liên quan tranh chấp hay điều chỉnh địa giới hành chính của cấp tỉnh thì là Quốc hội, còn với cấp huyện cấp xã thì điều chỉnh địa giới hành chính hay là tranh chấp thì gắn với ủy ban thường vụ Quốc hội các em nhá, đang nhớ như vậy. Câu hỏi 162 câu hỏi luật tổ chức quyền địa phương 25 có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, thì các em chọn phương án cho thầy là C, 8 chương và 143 điều các em nhá. 162 các em chọn thầy là C. Câu hỏi 143 người ta hỏi luật tổ chức quyền địa phương đúng không ạ, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày tháng năm nào, thì các em nhớ chọn cho thầy là B, ngày 19 tháng 6 năm 2015, nên người ta gọi là luật tổ chức chính quyền địa phương 25 các em nhá. Câu hỏi 164 người ta hỏi luật tổ chức quyền địa phương 25 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 9 chúng ta xem là ban hành này thì nó có hiệu lực vào ngày tháng năm nào, thì chúng ta chọn đáp án là A, ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đấy, luật tổ chức quyền địa phương thì ban hành thì vào ngày 19 tháng 6 năm 2015, còn có hiệu lực thì vào ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thì thầy đã chia sẻ với các em ấy, Quốc hội chúng ta thông qua thì khi mà Quốc hội họp thì Quốc hội họp hai đợt trong năm, ta thấy là tháng 6 và tháng 7 cũng như tháng 10 tháng 11, chúng ta thấy là như luật chính quyền địa phương 25 thì được thông qua vào tháng 6, 19 tháng 6. Còn hiệu lực thì chúng ta chỉ có hai đợt hiệu lực của luật, đó là mùng 1 tháng 1 dương lịch hàng năm và mùng 1 tháng 7 dương lịch. Nhìn thấy với luật tổ chức quyền địa phương thì sau khi ban hành thông qua hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015 thì sau đó thì chúng ta đã được thông và có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016 các em nhá. Đó là toàn bộ nội dung các câu hỏi 164 câu hỏi trong bộ đề của luật tổ chức địa phương nằm trong giới hạn của các kỳ thi công chức của các bộ ngành địa phương mà thầy đã giải đáp cho các em. Thì các em học các bộ đề từ các bộ từ khóa rồi bộ đề mà thầy đã gửi lên thì chúng ta làm, sau đó đối chiếu ta làm đi làm lại, nghe đi nghe lại các bài giảng từ khóa rồi các bài giảng giải đáp bộ đề này các em nhé. Thì các em dành thời gian ôn tập và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những buổi học tới theo lịch mà thầy đã up lên lớp chúng ta theo đầy đủ các giới hạn tài liệu ôn tập của các cái vị trí việc làm mà các em dự thi các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều đã tham dự buổi học chiều nay, chúc các em một buổi chiều tốt lành, nhiều niềm vui, hẹn gặp lại các em vào những buổi học tới và xin cảm ơn các em, xin chào tất cả các em.